Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin chia sẻ với lại các bác một vài cái câu hỏi mà em cũng thấy nhiều bà con cũng hay hỏi em các bác ạ. Thì cũng nhờ em tư vấn ấy. Ngoài cái chim chỉ ra thì có bác hỏi là trong năm 2020 này này các bác này thì nuôi cái con gì mà hiệu quả nhất hiện nay ấy. Thì theo em như thế này này các bác ạ, mỗi một con nó có một cái lợi thế khác nhau ấy, nhưng mà có một cái chắc chắn là khi mà mình theo cái xu hướng này các bác ạ, là nó sẽ lúc nào nó cũng có giá, mà là giá của nó là vô giá luôn các bác. Ôi các bác, con này nó vừa nó chuẩn bị nhảy đấy các bác, chuẩn bị nhảy để tháng 3 là có trứng đấy các bác nhá. Em nói tiếp cái mạch chuyện lúc nãy các bác. Chỉ có như thế này này các bác. Các bác nuôi những cái con vật đấy các bác ạ. Đặc biệt là những con vật đó. Không có con nào mà có giá trị cao bằng những cái con vật mà nuôi làm cảnh các bác ạ. Bởi vì cái giá trị của những cái con vật làm cảnh các bác ạ. Nói giá trị của nó cao vô kể lắm các bác ạ. Những cái con vật làm cảnh nó tùy thuộc vào cái bộ lông của nó nhé các bác nhá. Nó còn tùy thuộc vào cái nguồn gen của nó. Và nó còn tùy thuộc vào cái mức độ quý hiếm của nó các bác ạ. Đó. Em nói đơn giản nhất là cái con chim chỉ của em thôi các bác ạ. Về cái mức độ quý hiếm của nó nhé các bác nhá. Đây là cái con nó mới được ra khỏi cái danh sách đỏ của Việt Nam nhé các bác nhá. Đấy. Thì nó mới cho phép nuôi ở quy mô là trang trại và quy mô gia đình nhé các bác ạ. Chứ còn trước đây các bác nhá, nó là thuộc sách đỏ của Việt Nam. Mình nuôi cái con này là phải có giấy xác nhận của bên kiểm lâm đó các bác ạ. Đó. Thì ngoài cái con chim chỉ da xanh này để là bán làm thịt đấy các bác, thì các bác có thể chọn lọc nha những cái cá thể nào mà nó đẹp về cái màu lông nhé các bác ạ. Đấy, về cái màu mắt của nó, đặc biệt là những cái con chim chỉ xanh thuần chủng các bác ạ, thì giá của nó thì cực kỳ cao luôn các bác ạ. Nó có thể bán ở cái mức giá là tầm khoảng 700 đến 2 triệu một con nhé các bác nhé. Nếu đấy là với những cái con đẹp ấy các bác nhá. Con trống đẹp ấy. Đó. Em đang nói về cái con chim chỉ xanh nhé các bác nhá. Còn những cái con chim chỉ bảy màu thì nó lại khác nhé các bác nhá. Chim chỉ bảy màu thì nó là những cái con chim là chuyên về làm cảnh nhé các bác ạ. Con đấy nó cũng có giá trị cực kỳ cao luôn các bác ạ. Một cặp trưởng thành của chim chỉ bảy màu nó cũng không dao động dưới 6 triệu đâu các bác ạ. Đấy. Mà con nó cũng bé thôi. Các bác có thể lên mạng xem những cái con chim chỉ bảy màu. Đấy. Ngoài chim chỉ bảy màu ra các bác ạ, còn có nhiều cái con khác, ví dụ như là chim công chẳng hạn. Đấy. Cũng có giá trị gì về để làm cảnh rất là cao. Nhưng mà còn có một cái loài chim nữa các bác ạ. Một cái con loài gà nhá. Loài gà này cũng là cũng cực kỳ quý hiếm các bác ạ. Em thấy cũng nhiều người ta cũng săn bắt được, cũng hay thấy xuất hiện ở những cái khu vực nào là rừng già ấy các bác. Đó là gà lôi nhá các bác nhá. Đó. Gà lôi trắng ấy. Nhưng mà em nói thật với các bác là những cái con này nó có giá nó còn cao hơn cả công các bác ạ. Em thấy nhiều con ấy, nhiều người ta bán ấy. Đấy. Một cặp gà lôi các bác ạ. Nhẹ nhàng phải chục triệu ấy các bác. Đấy. Còn những đối với bảy màu các bác ạ. Hôm nọ có một bác có hỏi em ấy, em cũng hỏi có chú bác em ấy. Một bộ nha các bác nhá. Không dưới một bộ một trống bảy màu và hai mái ấy. Nhẹ nhàng phải 12 triệu nha các bác nhá. Đấy. Các bác thấy không ạ? Đấy là những cái con vật nuôi mà nó mang lại cái giá trị kinh tế cực kỳ cao luôn các bác ạ. Mà mình nuôi những cái con để làm cảnh các bác ạ. Nó ít thức ăn lắm. Cái mục đích của mình là nuôi làm cảnh mà các bác. Đấy. Chủ yếu là đẹp về nguồn gen, đẹp về lông và cái mức độ quý hiếm của nó. Các bác ạ, sau này mà các bác có điều kiện ấy, ngoài cái chim chỉ xanh của em này này. Đấy, có nghĩa là các bác khởi đầu thì các bác nên nuôi từ chim chỉ xanh. Sau này các bác có vốn ấy, các bác hãy nuôi những cái con vật để làm cảnh ấy.
thì những cái con đấy là những cái con mà có giá trị kinh tế cao nhất hiện nay đấy các bác ạ. Đấy. Tất nhiên ngoài chim chỉ bảy màu, gà lôi, chim công ra thì còn có một số cái con vật khác nữa. Ví dụ như những cái con chim chích chòe lửa đấy, đấy là những cái con chim cảnh đấy các bác. Đấy hoặc là trào mào. Thì em thấy là nhiều hội nhiều anh em chơi chim các bác. Một cái con chim trào mào gọi là có bác chia sẻ là cái mức độ quý hiếm của nó là một 1.000 con chỉ có một con ấy, cái mức độ quý hiếm của nó ấy. Hoặc là đấy là những cái con đột đột biến nhé các bác nhá, những cái con đấy nó có giá trị vài chục triệu một con đấy các bác. Đấy là những cái con gọi là mình nuôi để làm cảnh đấy các bác. Đây đấy là những con mà giá trị của nó là không bao giờ bị mất giá nhé các bác nhá. Các bác mà có hẳn một cái trang trang trại chuyên về cách về chim cảnh nha các bác, thì trang trại của các bác ấy là vô giá lắm. Đấy. Mà các bác ngoài các bác có được một trang trại như thế mà các bác còn nhân giống được nó nữa thì quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Em chỉ nói đơn giản nhất là các bác có một cái trang trại chim chỉ xanh nhưng mà toàn cái con đẹp này, các bác. Đơn giản nhất. Hoặc là các bác có một cái trang trại chim chỉ bảy màu, hoặc là các bác có một trang trại nuôi tổng hợp còn có chim chỉ xanh này, bảy màu này, gà lôi này, gà rừng này, chim công này. Đấy. Hoặc là có cả sáo, hoặc là có cả chích chòe lửa các kiểu ấy, trào mào, toàn những cái loại động vật quý hiếm ấy các bác. Thì cái trang trại của các bác ấy cái định giá về cái giá trị của trang trại của các bác ấy nó là vô giá lắm các bạn, bởi vì cái giá trị của nó tùy vào cái sở thích của từng người đó các bạn. Có những người người ta thích các bạn, người ta sẵn sàng trả giá cực kỳ cao luôn đó các bác. Đấy. Đấy là em đang chia sẻ với các bác là nuôi cái con nào trong năm 2020 này có giá trị kinh tế cao này, nó hoặc là cái vật nuôi có giá trị cao nhất hiện 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 nay các bác ạ. Không có con nào có giá trị cao bằng những cái con vật nuôi mà nuôi làm cảnh các bác ạ. Cái đơn giản nhất ví dụ như là con chó cảnh chẳng hạn, con chó để làm cảnh chẳng hạn. Đó, những cái con đấy nó cũng có giá trị cực kỳ cao đấy các bác. Đấy. Mà đã là cảnh nhỉ các bác ạ, các bác cũng biết rồi đấy. Nó cũng giống như cái cây cảnh đó, giá của nó vô giá lắm. Gặp được khách VIP thì giá của nó một khi nó thích ấy, chục triệu, 20 triệu, trên 100 triệu người ta cũng có, người ta cũng sẵn sàng người ta trả các bác. Em cũng chỉ chia sẻ những cái con vật nuôi như thế thôi. Em chắc chắn là trong những cái con vật nuôi mà em chia sẻ với các bác ấy thì sẽ còn rất là nhiều cái con mà còn có giá trị kinh tế cao hơn nữa. Nếu mà các bác biết những cái con nào mà có giá trị cao hơn nữa thì các bác hãy bình luận ở phía dưới nhé. Đấy, các bác hãy đánh cái phần bình luận, các bác để lại cho em những cái thông tin những cái con đấy để tất cả mọi người cùng anh chị em và bà con ấy, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau làm kinh tế nhé các bác nhé. Qua cái video này em hy vọng là sau năm một năm mới 2020 này này các bác sẽ có một năm chăn nuôi thành công nha các bác nhá. Video này em cũng xin dừng lại ở đây thôi các bác. Ui rồi các bác nhìn này, các bác thấy không, nó sợ nó đánh nhau nó lại vừa làm đổ các bác. Thôi em cũng kệ nó thôi các bác, nó cũng ăn mà, nó rơi xuống đây nó vẫn ăn. Nó mà không ăn hết thì em hất xuống dưới này để cho cái đàn gà sao của em nó ăn các bác ạ. Nói chung nó không đi đâu hết cả. Không nuôi con này nó sẽ nuôi con khác. Cảm ơn các bác đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo.